Focus RC1 test 4. Bài đọc đầu tiên từ câu 147 đến câu 148. Câu 147, what information, cái thông tin nào thì không được mention, đề cập ở trong cái policy statement, trong cái chính sách. Đây là dạng câu hỏi loại trừ phải không em? Dạng câu hỏi loại trừ chúng ta đọc từng đáp án và do từng đáp án ha. Câu ai trước nào? Một cái deadline, cái hạn chót cho việc making a cancellation, là việc hủy bỏ đó em. Rồi, hạn chót cho một cái việc hủy bỏ, vậy từ khóa chính là từ gì em? Deadline và cancellation. Thường thường deadline là ngày hoặc là giờ phải không? Mình có thể tìm ngày giờ nữa nha em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào có deadline và cancellation nha. Rồi giờ từ đầu luôn đi em. Đây có từ cancel nè, phải không em? Mình đọc câu này nha. Nếu mà bạn cần hủy cái việc đặt chỗ của bạn đó thì chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ cái deposit là tiền đặt cọc cho bạn. Provided that, miễn là bạn gọi điện cho cái văn phòng tại cái số này tối thiểu là 48 giờ trước cái ngày đến lịch trình của bạn. Ok, vậy thì có hàng chót có deadline không em? Có, phải không nào? Deadline chính là 48 giờ trước cái ngày đến cái lịch trình của bạn, phải không em? Vậy đáp án câu A có ha. Rồi câu B đi em. Reason, lý do cho cái việc regulation, cái quy định bị change, thay đổi. Vậy từ khóa chính là từ reason, regulation và change. Mình dò thử nha, dò tiếp đi em. Xem có reason, regulation và change không? Không có ha. Tiếp. Cũng không có luôn. Dòng này cũng không có luôn. Dòng tiếp theo. Cũng không có luôn em. Dòng tiếp theo. À, cũng không có, dòng cuối cùng cũng không có luôn. Vậy chúng ta để đó ha. Bây giờ dò câu C thử xem. Contact number, cái số liên lạc của văn phòng có không em? Có phải không nào? Lúc nãy chúng ta có dò qua là hãy gọi cho cái văn phòng tại cái số này. Vậy là có phải không nào? Rồi câu đi nha. Cái giờ đóng cửa của cái địa điểm. Có giờ đóng cửa không em? Mình dò thử xem giờ là chỗ nào. Đây có 5 giờ nè. Em đọc thử câu này nó là gì đây? Vui lòng chú ý rằng cái văn phòng của công viên chỉ mở cửa cho đến 5 giờ. Vậy có nghĩa là 5 giờ nó đóng cửa, phải không nào? Vậy câu đi có luôn. Vậy đáp án chắc chắn là câu B rồi, không có thông tin trên bài đọc nha em nha. Câu 148, what can Whitmore River Camp Ground, cái chỗ mà cho người ta thuê chỗ cắm trại này nè em, thì có thể làm gì khi mà một khách hàng không có show up là xuất hiện? Vậy từ khóa chính là từ gì em? Customer not show up, phải không nào? Rồi đáp án trước nha em, có ai restrict, giới hạn cái cá nhân đó khỏi cái việc đặt chỗ lần nữa. Câu B, send, gửi một cái bill cho cái phí hủy. Câu C, tính phí thuê toàn bộ luôn, toàn phần luôn. Câu D, đưa cái chỗ đã được đặt đó cho một cái người khác, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về việc khách hàng không có xuất hiện nha em. Không có đến, không có xuất hiện ha. Rồi bây giờ em xem nè, chỗ này không có, phải không? Rồi tiếp theo. Cũng không có luôn, tiếp theo. Cũng không có, tiếp theo. Ok, tiếp theo thì có từ gì nè em? Fail to arrive. Fail to arrive là không có đến. Fail to, cộng với một cái verb nguyên mẫu là không làm việc gì hay em ha. Và mình dịch câu này thử nha. Nếu mà bạn hủy at short notice là thông báo gấp đó em, hoặc là fail to arrive là không có đến luôn, thì bạn sẽ mất deposit, tiền đặt cọc của bạn, và chúng tôi entitled được quyền accommodate, cung cấp cho một cái vị khách khác cái địa điểm cắm trại của bạn. Ok, vậy thì em xin đáp án là câu nào? À, đáp án chính là câu D, phải không nào? Là đưa cái chỗ mà đã được đặt đó cho một người khác ha. Chỗ này nè em, đây, cung cấp another guest at your campsite. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Mình có từ cancellation là danh từ, có nghĩa là sự hủy bỏ cái gì đó em ha, sự hủy. Policy là chính sách, có nghĩa là chính sách hủy. Đối với Whitmore River Campground là tên của một cái nơi mà nó cho người ta thuê cái địa điểm cắm trại thôi ha em. Nếu bạn cần cancel là hủy bỏ, động từ của cái danh từ cancellation ở trên đây nè em. Ok, reservation là việc đặt chỗ trước ha. Việc đặt chỗ trước là danh từ ha ma, reservation. Nếu bạn cần hủy cái việc đặt chỗ trước của bạn thì chúng tôi sẽ return, trả lại full toàn bộ deposit. Mình có từ deposit có nghĩa là tiền đặt cọc đó em. Tiền đặt cọc ha, toàn bộ cái tiền đặt cọc của bạn luôn. Provided that, miễn là. Provided that có nghĩa là miễn là em. Cô kéo ra đây ghi nha, miễn là. Miễn là bạn gọi cho cái văn phòng của công viên tại cái số này nè, minimum tối thiểu là 48 giờ trước cái arrival là ngày đến của cái lịch trình của bạn ha. Vui lòng note that, chú ý rằng cái văn phòng của công viên chỉ mở cửa cho đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Và cái notifications, mình có từ notifications là thông báo đó em. Thông báo ha. Cái thông báo cancellation hủy đó được gửi
bằng text message là tin nhắn điện thoại và email thì không có được accepted, là không được chấp nhận nha em nha. Nếu mà bạn cancel hủy at short notice, mình có cái cụm at short notice có nghĩa là thông báo trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn trước khi một cái sự việc gì đó xảy ra, có nghĩa là thông báo rất là gấp trước khi một cái sự việc xảy ra thì người ta gọi là at short notice, được không nào? Fail to arrive, mình có cái cụm là fail to cộng với một cái verb nguyên mẫu. Fail to verb có nghĩa là không làm việc gì ha em ha, không làm việc gì. Fail to verb là không làm, không làm việc gì ha. Ở đây fail to arrive là không có đến đó em. À, nếu mà bạn hủy ở một cái thông báo rất là cấp trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn và không có đến á, hoặc là không có đến á, thì bạn sẽ lose là mất đem. Bạn sẽ mất ha. Bạn sẽ mất cái gì? Deposit, tiền đặt cọc của bạn. Và chúng tôi sẽ be entitled to là được quyền đem, được quyền làm gì đó ha. Và chúng tôi được quyền accommodate có nghĩa là cung cấp, được quyền cung cấp cho một cái vị khách khác cái địa điểm cắm trại của bạn, được không nào? Câu 147, câu B mình có từ regulation có nghĩa là quy định hay là nguyên tắc nha em. Từ này cũng rất là hay gặp. Rồi, vậy câu B có nghĩa là một cái lý do cho một cái quy định hoặc là cái nguyên tắc nó bị thay đổi, được không? Rồi câu D mình có từ facility, danh từ có nghĩa là một cái địa điểm, một cái nơi nào đó ha. Một cái địa điểm, một cái nơi nào đó, được không nào? Rồi, câu D có nghĩa là cái thời gian đóng cửa của một cái nơi, một cái địa điểm. Ok, rồi tiếp câu 148. Câu C mình có từ rental fee là phí thuê đó em. Rental fee, fee là phí ha, rental là thuê, phí thuê. Câu C là tính phí thuê toàn phần luôn ha. Câu D mình có từ reserve. Reserve là động từ của từ reservation ở trên này nè em. Đây, reservation là việc đặt chỗ trước, thì reserve có nghĩa là đặt chỗ trước hay em ha. Vậy câu D có nghĩa là đưa cái nơi đã được đặt chỗ trước cho một cái người khác, được không nào? Bài tiếp theo từ câu 149 đến câu 150. Câu 149, khi nào thì current volunteering period, cái kỳ tình nguyện hiện tại của Coral Rock Aquarium nó end, là nó kết thúc. Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? Current volunteering period end, phải không nào? Em xem đáp án là những cái gì nè? Ngày, thì chúng ta tìm ngày cho nó nhanh ha. Những cái ngày này xuất hiện ở đâu vậy em? À, có phải là trong cái bảng, phải không nào? Những cái ngày kết thúc đó, nó tương ứng với những cái mùa, phải không em? Thì bây giờ chúng ta phải xem cái hiện tại đó, thì cái kỳ tình nguyện nó đang ở mùa nào. Và chúng ta đọc cái khung ở phía trên nha, để chúng ta xem có mùa hay không. À, dòng thứ hai có fall nè em, phải không? Mình đọc thử câu này, nó là gì đây? Chúng tôi thì no longer, không còn chấp nhận cái đơn đăng ký cho cái vị trí tình nguyện viên vào mùa thu nữa, bởi vì cái kỳ theo quý này nè, nó hiện tại underway là đang diễn ra rồi. Ok, vậy thì cái kỳ tình nguyện hiện tại mà đang diễn ra đó em, đó chính là cái mùa thu, phải không nào? Thì em xem mùa thu, đây, fall, mùa thu, kết thúc là ngày mấy vậy em? 30 tháng 11 ha. Vậy thì em xem đi, A, B, C đáp án là câu gì? À, câu C, được không nào? Câu 150, what is not a requirement? Cái nào sau đây thì không phải là một cái yêu cầu cho những người tình nguyện. Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? Requirements, phải không nào? Đây là dạng câu hỏi loại trừ ha. Chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em. Câu A, submit, nộp một cái list, danh sách, references của những cái giấy chứng nhận hay là giấy giới thiệu về nghề nghiệp, phải không nào? Hay là chuyên nghiệp ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ dò từ gì vậy em? List, reference, phải không nào? Chúng ta dò thử nha. Bây giờ mình xem requirements nằm ở đâu vậy em? Requirement nằm ở đây nè, phải không nào? Nếu mà bạn đáp ứng được những cái yêu cầu của chúng tôi, những cái yêu cầu đó thì mình phải đọc cái lần trước, phong em đọc câu liền trước thử xem. Cái phần đầu tiên của cái quá trình, cái quy trình ứng tuyển đó bao gồm việc nộp, đây nè em có từ submit nè, nhưng mà nộp cái gì đây? Một cái form, một cái mẫu đăng ký, một cái form đăng ký em. Rồi được phỏng vấn bởi cái quản lý của tình nguyện viên. Vậy thì đâu có nộp cái danh sách của những cái giấy giới thiệu hay là giấy chứng nhận gì đâu. Nộp một cái form đăng ký thôi mà, phải không nào? Vậy câu A là không có rồi. Câu B, tham gia vào một cái phỏng vấn, có phỏng vấn không em? Có nè, being interviewed, được phỏng vấn. Vậy câu B có nha. Câu C, hand in, nộp một cái giấy tờ hoàn tất, một cái bản tài liệu hoàn tất, giấy tờ hoàn tất. Giấy tờ là gì vậy em? Là cái form, phải không? Nộp một cái form đăng ký hoàn tất, hoàn chỉnh. Vậy câu C có luôn, phải không nào? Ok, rồi bây giờ câu D đi, tham dự một cái cuộc họp mang tính thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ dò từ gì em? Attend và meeting, phải không nào? Bây giờ em dò thử xem có không. Dò tiếp nè.
Nếu bạn đáp ứng được những cái yêu cầu của chúng tôi thì bạn sẽ cần phải join, join bằng với từ attend nè em. Một cái gì đây? Một cái session, session là phiên họp á, nó giống với từ meeting luôn đó em. Orientation là định hướng, bạn sẽ cần phải tham dự vào một cái phiên họp định hướng kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Vậy câu đi là tham dự vào một cái cuộc họp mang tính thông tin, phải không em? Phải đúng không? Tại vì cuộc họp định hướng thì nó cũng mang tính thông tin mà. Vậy câu đi có luôn. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu A. Người ta không có yêu cầu phải nộp một cái danh sách của những cái giấy chứng nhận hay là giấy giới thiệu gì cả, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Rồi cùng dịch với cô nào. Applying to volunteer là nộp đơn đăng ký để làm tình nguyện viên. Thank you, cảm ơn vì cái sự quan tâm của bạn trong cái việc tình nguyện tại Coral Rock Aquarium. Chúng tôi thì no longer, mình có từ no longer có nghĩa là không còn nữa nha em, không còn nữa ha. Chúng tôi thì không còn accept, chấp nhận applications là đơn đăng ký cho cái vị trí tình nguyện vào mùa thu nữa. As, bởi vì cái kỳ theo quý đó. Be underway. Mình có từ currently trước đi. Currently có nghĩa là hiện tại hay là hiện đang ha. Hiện tại hay là hiện đang. Rồi, mình có cái cụm là be underway. Be hoặc là get underway có nghĩa là đang diễn ra đó em. Đã bắt đầu diễn ra, đang diễn ra ha. Đã bắt đầu diễn ra, đang diễn ra. Vậy câu dịch chỗ này là gì? Bởi vì cái quý theo đó đó, nó đã hiện tại đang diễn ra rồi. Được không nào? Be underway. Nếu bạn muốn apply, nộp đơn đăng ký cho một cái kỳ tình nguyện ở quý khác đó, thì vui lòng hãy xem cái charts là cái biểu đồ ở bên dưới cho cái ngày tương ứng relevant, có thể là có liên quan. Nghĩa thứ nhất là có liên quan hay em ha. Nghĩa thứ hai á là tương ứng cái ngày tương ứng, được không nào? Rồi bây giờ cùng xem các bạn nghe em nha. Nó nói là gì đây? Quarterly period, quarterly là quý nè. À, cái kỳ tình nguyện theo quý thì mình có quý mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Rồi cái ngày commitment có nghĩa là sự cam kết, đem sự cam kết ha. Commitment, sự cam kết. Cái ngày cam kết tình nguyện mùa xuân là ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 5. Mùa hè là 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 nè. Mùa thu là 1 tháng 9 đến 30 tháng 11. Mùa đông là từ 1 tháng 12 cho đến 28 tháng 2. Rồi cái ngày á, để mà chấp nhận đơn đăng ký đó em. Đây là những cái ngày ha. Rồi ok, dễ rồi. Tiếp xuống như lúc nào. The first part, cái phần đầu tiên trong cái process là cái quá trình đó em. Cái tiến trình, cái quá trình ha. Quá trình hay là tiến trình. Cái phần đầu tiên trong cái quá trình, cái tiến trình đăng ký đó, involves là bao gồm ha, involves là bao gồm, bao gồm việc nộp một cái form đăng ký và được phỏng vấn bởi một cái quản lý tình nguyện của chúng tôi. Nếu mà bạn đáp ứng được những cái requirements là yêu cầu như em gặp rất nhiều ha, và đáp ứng được những cái yêu cầu của chúng tôi đó, thì bạn sẽ cần phải tham dự vào một cái orientation session. Mình có từ orientation có nghĩa là định hướng ha. Định hướng. Vậy thì orientation session có nghĩa là cái buổi định hướng, cái phiên họp định hướng ha, kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Mà cái phiên họp đó thì Coral Rock Aquarium đang cung cấp, sẽ cung cấp ha, vào ngày 24 tháng 2, 23 tháng 5, 22 tháng 8 và 22 tháng 11, được không nào? Rồi, có 150, mình có từ professional và references. Mình có từ reference có nghĩa là giấy chứng nhận hay là giấy giới thiệu đây. Professional, hồi trước chúng ta hay gặp một cái nghĩa là chuyên nghiệp. Nhưng professional còn có nghĩa là nghề nghiệp nữa ha, thuộc về cái nghề nghiệp nữa, nghề nghiệp nữa. Vậy thì cái chỗ này là gì đây? Professional preferences có nghĩa là những cái giấy tờ, những cái giấy giới thiệu hay là những cái giấy chứng nhận mà liên quan đến cái nghề nghiệp, được không nào? Bài tiếp theo từ câu 151 đến câu 152. Câu 151, vào lúc 3 giờ đó thì bà Timmerson có ý là gì khi mà viết là can it be moved back? Vậy chúng ta đọc bài án trước nha em. Cô ấy, cô ấy thì buồn hay là lo lắng về cái workload, là cái khối lượng công việc nó bị tăng lên đột ngột. Câu B, cô ấy muốn reschedule, sắp xếp lại cái lịch trình, là lên lịch lại một cái cuộc hẹn, phải không nào? Câu C, cô ấy hy vọng rằng á, cái furniture, cái đồ nội thất nào đó có thể được reposition, được sắp xếp lại cái vị trí, được đặt lại cái chỗ khác ha. Câu D, cô ấy muốn change, thay đổi cái ngày chuyển đồ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm tin nhắn lúc 3 giờ và tìm câu can it be moved back, được không nào? Rồi, tin nhắn lúc 3 giờ là tin nhắn đầu tiên nè em. Can it be moved back là ở đâu đây? Ở đây, phải không nào? Để hiểu được câu này có ý là gì, chúng ta phải đọc cái tin nhắn ở phía trước nó hay em ha. Và chúng ta đọc từ đầu luôn nha. Hi, I'm sorry, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không thể make it home, về nhà in time, kịp lúc để mà gặp cái người thợ điện cho cái cuộc hẹn lúc 3:30. Có nghĩa là bà ta không thể gặp ai đó vào lúc hẹn lúc 3:30, phải không nào? Ngày hôm nay, something came up, có một việc nó xảy đến và tôi không thể rời khỏi nơi làm việc sớm.
I can make it, tôi có thể về nhà trước 5 giờ chiều. Mặc dù vậy tôi có thể về nhà trước 5 giờ chiều. Can it be moved back? Vậy thì theo em, can it be moved back có nghĩa là gì? À, bà ta muốn dời lại cái cuộc hẹn, phải không nào? Thay vì 3 giờ 30 không kịp, thì ý của bà ta là có thể dời lại trễ hơn hay không? Bởi vì bà ta có thể về trước 5 giờ. Ha, vậy thì em xem. Đáp án là câu nào? À, câu B, phải không nào? Là bà ấy muốn reschedule, sắp xếp lại lịch trình, lên lịch trình lại cho một cái cuộc hẹn ha. Câu 152, when will, khi nào thì bà Timerson có thể gặp người thợ điện, phải không nào? Đáp án là những cái giờ, phải không em? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò tiếp nha, xem bà ấy có thể gặp thợ điện lúc mấy giờ được ha. Rồi bây giờ mình tìm giờ đi em. À, lúc nãy bà ta nói là gì? À, có thể dời lại hay không? Bởi vì bà ta có thể về trước 5 giờ, phải không nào? 5 giờ được không ha? Mình đọc tiếp cái tin nhắn phía dưới mình mới biết được. Hello, xin chào, unfortunately, không may mắn thay, cái thợ điện của chúng tôi đó thì rất là bận rộn và không có cái thời gian trống nào còn lại trong ngày hôm nay. Vậy thì 5 giờ ngày hôm nay có gặp được không em? À, không được rồi ha. Rồi bây giờ mình tập tiếp với nó là gì đây? Our next opening, à, cái việc mở lại của chúng tôi lần nữa đó là vào ngày 15 tháng 7 vào lúc 1 giờ, hoặc là chúng tôi cũng có thể fit you in At noon là giữa trưa đó em. Chúng tôi cũng có thể gặp bạn giữa trưa là lúc 12 giờ, phải không nào? Vào ngày 18 và 19. Vậy bây giờ mình sẽ xem bà ta xác nhận, bà Timerson xác nhận là bà đã ta gặp được ngày bao nhiêu ha. Nếu ngày 15 thì là 1 giờ, ngày 18, 19 thì là 12 giờ trưa, được không nào? Vậy bây giờ em xem, I see, tôi hiểu rồi. Tôi vừa mới nói chuyện với lại chủ của tôi và bà ta nói rằng tôi có thể làm việc ở nhà vào ngày 19 tháng 7. Làm việc ở nhà vào ngày 19 tháng 7, vậy có thể gặp được cái người thợ điện ở nhà vào ngày 19 tháng 7. 19 tháng 7 thì gặp lúc mấy giờ em? At noon là 12 giờ. Vậy đáp án chính xác là câu A, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Cùng dịch với cô nào. Hi, I'm sorry, but Timerson nói rằng xin lỗi, tôi không thể make it home, là về nhà. Về nhà ha. Tôi không thể về đến nhà in time. In time có nghĩa là kịp thời hay là kịp lúc nha em nha. Kịp thời hoặc là kịp lúc. Kịp thời, kịp lúc để làm gì đó ha. Kịp thời, kịp lúc. Nó khác với lại on time. On time là đúng giờ ha. In time là đúng giờ, đúng giờ. Rồi, in time là kịp thời, kịp lúc. Khi mình kịp thời, kịp lúc thì chưa chắc là mình đúng giờ ha. Nhưng mà mình kịp lúc để làm gì đó, được không nào? Rồi, tiếp. À, tôi không thể về nhà kịp lúc để mà gặp electrician. Electrician có nghĩa là thợ điện đấy em. Electrician, thợ điện ha. Cái người thợ điện cho cái appointment là cuộc hẹn vào lúc 3 giờ 30 của tôi ngày hôm nay. Something came up, có một cái việc gì đó nó xảy đến, phải không? Và tôi không thể rời khỏi nơi làm việc sớm. After all, sau tất cả, có nghĩa là sau khi mọi thứ xong xuôi hết thì mới có thể về được ha em. I can make it, tôi có thể về nhà trước 5 giờ. Mặc dù vậy, tôi có thể sắp xếp về nhà trước 5 giờ ha. Can it be moved back? Nó có thể được dời lại hay không? Có nghĩa là cái cuộc hẹn có thể được dời lại hay không đó em. Rồi, cái bên sửa chữa điện mới nói là gì? Hello, xin chào. Unfortunately có nghĩa là không may thay ha. Không may mắn thay. Thì những cái người thợ điện của chúng tôi thì rất là busy, là bận rộn. Và there is no, không có cái gì em, cái khung giờ remaining còn lại nào trống cả. Remaining là còn lại đấy em. Không có cái khoảng thời gian nào còn lại vào ngày hôm nay cả. Our next opening, cái việc mở ra tiếp theo của chúng tôi đó là vào ngày 15 tháng 7 lúc 1 giờ chiều. Hoặc là chúng tôi cũng có thể fit you in. Mình có cái cụm là fit somebody in. Fit somebody in có nghĩa là mình sắp xếp, mình xoay sở để gặp ai ha. Sắp xếp để gặp ai hay là xoay sở để gặp ai. Fit somebody in, sắp xếp xoay sở để được gặp ai ha. Quy dịch lại nè, hoặc là chúng tôi có thể sắp xếp xoay sở để mà gặp bạn at noon, là giữa trưa hay ha, giữa trưa. Vào ngày 18 và 19 của tháng 7, được không nào? Rồi bà Timerson mới nói là gì? I see, tôi hiểu rồi. Tôi vừa nói chuyện với lại bà chủ của tôi và bà ấy nói rằng tôi có thể stay home from work, làm việc ở nhà hay em ha? Làm việc ở nhà vào ngày 19 tháng 7, được không nào? Câu 151, câu A, upset. Mình có từ upset có nghĩa là lo âu, buồn rầu á em, lo lắng ha. Buồn rầu, lo âu ha, upset. Cô ấy thì lo âu, buồn rầu về cái workload, là cái khối lượng công việc nó bị tăng lên đột ngột ha, khối lượng công việc, workload. Rồi câu B, mình có từ reschedule. Mình có từ schedule đó em, có nghĩa là sắp xếp lịch trình. Còn reschedule là sắp xếp lại ha, lịch trình. Câu B, bà ta muốn sắp xếp lại cái cuộc hẹn, lịch trình cuộc hẹn. Câu C, reposition. Mình có động từ position đó em, có nghĩa là đặt để ở đâu đó. Reposition có nghĩa là đặt lại ở một cái vị trí khác ha, di chuyển đó em.
di chuyển đến một cái vị trí khác, đặt ở một cái vị trí khác ha. Bài tiếp theo từ câu 153 đến câu 154. Câu 153, what is true, điều gì đúng về Bell Tower Publishing? Vậy từ khóa chính là từ Bell Tower Publishing. Rồi, câu A, nó bán cả fiction và non-fiction books. Vậy thì non-fiction và fiction là cái loại, thể loại book thôi, thể loại sách thôi hay em ha. Câu B, nó tổ chức những cái sự kiện khuyến mãi ở khuôn viên của trường học. Câu C, nó đã bắt đầu cung cấp giảm giá cho những cái đơn đặt hàng với số lượng lớn. Câu D, nó formerly, trước đây bán những cái sản phẩm của nó chỉ có ở trên website thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò từ khóa nha em nha. Từ khóa bắt đầu ở dòng đầu tiên luôn phải không em? Đây là Bell Tower Publishing. Tại đây nè, thì chúng tôi nổi tiếng một cái thời gian dài vì cái sự lựa chọn đa dạng về những cái loại sách science là khoa học. Ok, vậy câu A là sai rồi. Nó bán science book chứ đâu có bán fiction và non-fiction đâu, phải không? Dịch tiếp đi em. Reasonable price, giá cả hợp lý, và top-notch customer service, dịch vụ khách hàng. Mặc dù mình không biết từ top-notch là gì nhưng mình có thể đoán nó là tốt, phải không em? Tại vì nó nổi tiếng mà, thì dịch vụ phải tốt chứ. Rồi, tiếp nha. Until recently, mình có từ until now có nghĩa là từ trước cho đến bây giờ. Nhưng mà until recently có nghĩa là từ trước cho đến gần đây đó. Thì những cái sản phẩm của chúng tôi có thể chỉ, có nghĩa là chỉ có thể được đặt hàng ở trên website mà thôi. Vậy có nghĩa là từ trước cho đến nay đó em, thì sản phẩm chỉ có thể được đặt hàng ở trên website thôi. Vậy thì đáp án là câu nào? À, đáp án chính là câu D, phải không nào? Là trước đây nó bán những cái sản phẩm của nó chỉ có ở trên website thôi ha. Câu 154, what can customer, những cái khách hàng của Bell Tower Publishing á, thì có thể làm gì nếu mà họ có một cái user profile? Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? À, user profile, phải không nào? Đó đáp án trước nha, câu A, find out, tìm kiếm thông tin, xem liệu rằng purchases là danh từ có nghĩa là hàng hóa đó em, những cái hàng hóa có được gửi hay chưa ha. Câu B, chat with, nói chuyện với representatives, những người đại diện của dịch vụ khách hàng. Câu C, preview, xem trước một số cái trang đầu tiên của quyển sách. Câu D, kiếm điểm bằng việc viết những cái reviews, là viết đánh giá, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về user profile nha. Rồi dò tiếp đi em. Chỗ này không có, phải không nào? Rồi đoạn tiếp theo luôn. Ok, có phải là dòng thứ hai, đoạn số 2 phải không em? User profile. Vậy mình đọc câu này thử nha, nó nói là gì đây? À, tất cả các bạn á, tất cả những gì mà bạn phải làm á, là download cái Bell Tower Helper từ cái cửa hàng ứng dụng ha, và tạo một cái user profile, một cái tiểu sử hồ sơ, một cái thông tin hồ sơ của người sử dụng ha. Then login, rồi đăng nhập vào, chọn một số cái tựa sách phải không? Rồi nhấn cái nút order. Cũng chưa ra đáp án, mình dịch tiếp đi em. Nè, cái việc có cái profile sẽ cho phép bạn save, lưu lại cái thông tin chi tiết về việc thanh toán, và check, kiểm tra cái status, cái tình trạng của cái đơn đặt hàng của bạn. Ok, vậy nó cho mình làm hai thứ em. Thứ nhất á, là save cái payment details. Cái thứ hai là check the status of orders, kiểm tra cái tình trạng của đơn đặt hàng. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chính xác là câu A, phải không nào? Find out, tìm kiếm cái thông tin, xem liệu rằng cái hàng hóa đã được gửi hay chưa ha. Còn câu B là nói chuyện với lại dịch vụ khách hàng, không có nè. À, xem trước sách cũng không có luôn. Câu D, kiếm điểm bằng việc viết review cũng không có luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Cùng dịch với cô nào. It's never been so easy. Chưa bao giờ là quá dễ để đặt mua sách của chúng tôi như lúc này, phải không nào? Tại Bell Tower Publishing, chúng tôi nổi tiếng một thời gian dài vì cái sự lựa chọn rất là đa dạng của những cái quyển sách science là khoa học nè. Reasonable price là giá hợp lý đem. Và top notch, mình có từ top notch có nghĩa là xuất sắc nha em nha, xuất sắc ha. Rất là tốt em, xuất sắc. Top notch customer service nghĩa là dịch vụ khách hàng rất là xuất sắc ha. Until recently, từ trước cho đến gần đây á, thì những cái sản phẩm của chúng tôi chỉ có thể được đặt hàng ở trên website của chúng tôi thôi. Nhưng bây giờ có một cái cách faster, nhanh hơn, more convenient. Convenient là tiện lợi ha, nhanh hơn và tiện lợi hơn để mà mua sắm với chúng tôi. Đó chính là Bell Tower Helper, một cái application, chính là ứng dụng nha em. Application chính là ứng dụng ha. Một cái ứng dụng cho cái điện thoại di động hoặc là những cái máy tính bảng, được không nào? Tất cả những gì bạn phải làm á, là download cái Bell Tower Helper, cái ứng dụng này nè, từ cái cửa hàng ứng dụng, và tạo một cái user profile. Profile có nghĩa là cái hồ sơ, cái tiểu sử của mình đó em, sử dụng ha, hồ sơ của người sử dụng. Sau đó login là đăng nhập, rồi select chọn một số cái titles là tựa đề đó em, tựa đề ha, tựa đề của quyển sách á.
một số cái tựa đề, rồi push là nhấn, button là cái nút order, nhấn cái nút order ha. Cái việc có một cái profile, một cái tiểu sử thông tin, tiểu sử như vậy đó sẽ cho phép bạn save, lưu lại ha những cái thông tin chi tiết về việc thanh toán và check, kiểm tra cái status, cái tình trạng của đặt hàng của bạn. As always, như thường lệ, nhanh nha. As always có nghĩa là như thường lệ. Như thường lệ đó thì cái việc giảm giá được cung cấp cho bulk orders. Mình có từ bulk orders có nghĩa là những cái đơn đặt hàng số lượng lớn, nhanh nha, bulk là số lượng lớn đó. Sẽ được cung cấp cho những cái đơn đặt hàng số lượng lớn ha. Mặc dù vậy thì chúng sẽ vary là khác nhau nha em. Vary là khác nhau ha. Mặc dù vậy thì chúng, nhưng mà chúng sẽ khác nhau depend on, phụ thuộc vào những cái quyển sách. Of course, tất nhiên là bạn cũng có thể, vẫn có thể đặt hàng tại cái website nếu mà bạn thích, được không nào? Rồi câu 153, câu A mình có từ fiction và non-fiction. Fiction có nghĩa là không có thật đem, thì thường nó là dạng tiểu thuyết hay em ha. Tiểu thuyết, fiction là không có thật ha. Còn non-fiction á, là có thật. Những cái quyển sách về người thật, việc thật á, thì gọi là non-fiction books, được không nào? Rồi câu B, mình có từ promotional, có nghĩa là khuyến mãi ha, khuyến mãi. Hoặc là quảng cáo nữa, nhưng mà cái chỗ này có nghĩa là khuyến mãi đó em. Câu B là nó tổ chức những cái sự kiện khuyến mãi ở các khuôn viên của trường học ha. Câu C mình có từ reduction, là danh từ của từ reduce em, có nghĩa là giảm ha. Reduce, reduction, reduce là động từ, được không nào? Rồi câu 154, câu A mình có từ purchase. Purchase động từ á, là mua. Danh từ em là cái hàng được mua rồi, người ta gọi là hàng hóa ha. Cái đồ được mua rồi, người ta gọi là hàng hóa. Rồi, câu B mình có từ representative, gặp rất nhiều có nghĩa là người đại diện ha. Bài tiếp theo từ câu 155 đến câu 157. Câu 155, what is indicated, điều gì được chỉ ra về cái festival, cái lễ hội. Về từ khóa chính là từ festival. Đó là bản trước nha em. It will be covered, nó sẽ được bao phủ bởi một cái mạng lưới TV. Có nghĩa là nó sẽ được phát sóng bởi một cái mạng lưới TV ha. Câu B, nó thì được dành cho những cái professionals, những cái chuyên gia ngành công nghiệp. Câu C, nó được tổ chức ở những cái dịp trước đó rồi, previous là trước đây, trước đó. Câu gì? Nó chỉ có thể được đăng ký trước mà thôi. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng dò từ đầu luôn ha. Xem, bài văn này nói gì về cái festival? The goal, cái mục đích, mục tiêu của cái festival, của cái lễ hội này nè, hàng năm, lần thứ 25, là để inspire, truyền cảm hứng. Vậy lễ hội lần này là lễ hội lần thứ bao nhiêu em? À, lần thứ 25 phải không nào? Vậy có nghĩa là trước đây đã tổ chức 24 lần rồi. Vậy đáp án chính xác là câu nào vậy em? 155. À, câu C phải không nào? Nó đã được tổ chức ở những cái dịp trước đây rồi ha. Câu 156. Why might a pass holder? Tại sao đó thì một cái người giữ thẻ hay là giữ vé đó có lẽ là sẽ muốn đến cái theater, cái rạp hát sớm. Rồi, vậy từ khóa chính là từ gì em? À, pass holder. Phải không nào? Rồi, arrive early. Rồi đáp án trước nha em. Câu A. To meet, để gặp. Screenwriter là người viết kịch bản phim. Câu B để nhận được free ticket, vé miễn phí. Câu C để xem previews của một cái bộ phim. Rồi câu D để lấy được, để có được cái ghế theo mong muốn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về pass holder nha em. Rồi dò tiếp xem. À, có phải dòng thứ 3 mình có từ pass nè em. Rồi đọc cái câu này nha. This year, năm nay thì chúng tôi cung cấp 4 loại vé vào cổng. À, hãy nhìn xem nhanh qua cái những cái sự lựa chọn ở bên dưới và xem cái nào thì phù hợp nhất với bạn. Chưa có đáp án phải không nào? Rồi vậy ở dưới này á là những cái loại vé vào cổng phải không em? Rồi bây giờ có cái dấu sao nằm, đọc dấu sao trước thử xem. Sitting, chỗ ngồi đó, thì sẽ được dựa trên cái nguyên tắc, cái cơ sở là first come first serve, có nghĩa là ai đến trước thì được chọn trước, ai đến trước thì được phục vụ trước ha. Cho tất cả những người giữ thẻ, giữ vé, mình có pass holder nè em. Và khi đọc đến đây thì chúng ta biết đáp án là câu gì? À, câu đi phải không nào? Họ đến sớm là để có được cái chỗ ngồi theo mong muốn. Bởi vì ai đến trước thì sẽ được phục vụ trước, được chọn trước, phải không nào? Câu 157. What is not stated? Cái nào sau đây không được nêu như là một cái benefit, cái lợi ích của silver pass holders, cái người giữ cái vé silver có thể nhận được. Vậy từ khóa chính là từ silver pass, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên xem silver pass nằm ở đâu vậy em? À, ở đây phải không nào? Và em coi nè, những cái lợi ích này nó tick 3 ô. Và cái ô không được tick có nghĩa là cái này nè thì không được nhận phải không? Vậy bây giờ chúng ta dò xem cái không được nhận là cái gì. A ticket, một cái vé đi đến cái cuộc thi viết truyện hay là kể truyện. Vậy thì bây giờ mình nhìn đáp án xem cái nào thì liên quan đến cuộc thi thì mình chọn thôi ha. À, câu B phải không nào? Câu B có từ competition. Em đọc thử câu B nha. Một cái cơ hội để xem một cái trận thi đấu.
thì cái này không phải là lợi ích của Silver, đúng không nào? Đáp án chính xác là câu B ha. Bởi vì trên này có liệt kê là họ đâu có được nhận cái vé để đi đến cái cuộc thi kể chuyện hay là viết truyện đâu ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Từ bài là Festival Badges. Rồi, the goal, cái mục tiêu, mục đích đó em, của cái festival, cái lễ hội tên như thế này nè, hàng năm, lần thứ 25, là để inspire. Mình có từ inspire có nghĩa là truyền cảm hứng, là để truyền cảm hứng cho những cái playwrights, là nhà soạn kịch. Nhà soạn kịch ha. Mình có từ aspiring có nghĩa là có khao khát hay là có tham vọng ha. Đầy khao khát, tham vọng, là để truyền cảm hứng cho những nhà soạn kịch có đầy khao khát và tham vọng. Screenwriters là những người viết kịch bản phim đó em. Và filmmakers là những nhà làm phim. Để trở thành storytellers, những người kể chuyện hay là viết chuyện bằng hình ảnh tốt hơn, bằng việc là expose. Mình có động từ expose, nguyên thể là expose. Expose có nghĩa là phơi ra. Phơi ra. Rồi, bằng cái việc phơi mình ra có nghĩa là đặt mình vào những cái tình huống hay là tiếp xúc với những variety, đa dạng những cái phong cách, và techniques là phương pháp ha. Techniques, phương pháp, kỹ thuật. Phương pháp hay là kỹ thuật. Rồi tiếp, this year, năm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp 4 cái loại admission passes. Mình có từ admission có nghĩa là vào cổng nè. Pass có thể là cái thẻ hay là cái vé ha. Chúng tôi sẽ cung cấp 4 cái loại thẻ vào cổng. Look through, hãy nhìn qua, hãy xem qua những cái sự lựa chọn ở bên dưới và xem cái nào thì best for you, phù hợp nhất đối với bạn. Rồi, pass levels, đây là cái cấp độ của cái thẻ ha. Thì mình có bronze là đồng nè, silver là bạc, gold là vàng. What you get, nhận được gì, có nghĩa là cái benefit, cái lợi ích đó ha. Rồi bây giờ em xem nè, lợi ích thứ nhất là gì đây? Access to, có thể là có truy cập đến cả 3 ngày của phim và kịch luôn, có nghĩa là có thể tham gia cả 3 ngày chiếu phim và kịch ha. Mình có từ play là kịch á, kịch ở trong cái rạp chiếu phim của chúng tôi, được không nào? Rồi một cái tấm thiệp mời đi đến cái buổi tiệc bế mạc ha. Access to, truy cập đến hay là tham gia vào tất cả những cái buổi workshop, là buổi hội thảo vào ngày thứ 7. A ticket, một cái vé đi đến competition, một cái cuộc thi viết truyện hay là kể chuyện ha. Rồi, sitting là cái chỗ ngồi. Chỗ ngồi thì sẽ dựa trên cái nguyên tắc, cái cơ sở là first come, first serve. Đến trước thì được chọn trước, được phục vụ trước ha, cho tất cả những người mà có vé. Câu 155, câu B mình có từ intend for, có nghĩa là dành cho. Dành cho. Professional có nghĩa là chuyên gia ha. Professionals, chuyên gia. Vậy câu B có nghĩa là nó đó, cái lễ hội thì dành cho những cái chuyên gia công nghiệp. Câu C mình có từ previous, có nghĩa là trước đây hay là trước đó ha. Previous, trước đây. Vậy câu C có nghĩa là nó đã được tổ chức ở những cái dịp trước đây. Câu D, in advance, có nghĩa là trước. In advance là trước ha. Vậy câu D có nghĩa là nó chỉ có thể được đăng ký trước thôi. Câu 156 mình có từ previews ở câu C. View là xem, còn preview là xem trước ha. Vậy câu C có nghĩa là xem trước một số cái bộ phim, được không nào? Preview là xem trước ha. Câu D, claim. Claim có nghĩa là yêu cầu để có được cái gì đó. Yêu cầu để có được cái gì đó ha. Có được cái gì đó. Desirable. Desirable là tính từ của từ desire. Tính từ của từ desire. Desire là động từ. Desire động từ có nghĩa là khao khát, mong muốn. Vậy cái chỗ này có nghĩa là gì? Để mà yêu cầu có được cái chỗ ngồi mong muốn ha. Bài tiếp theo từ câu 158 đến câu 160. Câu 158, what is the article? Cái bài báo thì chủ yếu nói về cái gì? Vậy đây là dạng hỏi về mục đích của bài báo, phải không em? Dạng câu hỏi mục đích của bài báo, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối, hay em ha? Đọc đáp án trước nào. Câu A, a citywide policy change, cái sự thay đổi chính sách của thành phố. Câu B, the reason, cái lý do cho sự phát triển của khu vực. Câu C, outcome, cái kết quả của một cái sự bầu chọn, tuyển chọn ở địa phương. Câu D, một cái kế hoạch, spending là chi tiêu của chính phủ. Rồi bây giờ chúng ta đọc đoạn đầu của bài báo nha em nha. Brownville trải qua một cái sự gia tăng revenue là trong doanh thu á, phá vỡ kỷ lục luôn, record là kỷ lục đó em. Rồi cái hội đồng thành phố thậm chí là báo cáo rằng một cái surplus, một cái số dư là 12 triệu đô ở trong cái ngân sách hàng năm của năm nay. Rồi, khi đọc đến đây thì có rất nhiều bạn sẽ đánh câu B, tại vì thấy có từ growth ở trên nè, ở dưới cũng có từ growth. Nhưng mà câu B nó là gì em? Lý do cho cái sự gia tăng.
Còn trên này mình mới đọc là cái sự gia tăng về doanh thu thôi, chưa có nói gì về lý do cả. Vậy mình đọc tiếp câu tiếp theo thử nha. Yesterday, vào ngày hôm qua đó, sau nhiều tuần deliberation là suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng về cái cách mà cái quỹ thêm này nè nó được sử dụng, thì hội đồng đã thông báo rằng infrastructure, cơ sở hạ tầng của thành phố nè, dịch vụ cảnh sát và hệ thống trường học sẽ là những cái ưu tiên chính. Vậy thì khi đọc cái câu này xong á, thì mục đích chính của cái bài báo này là gì em? Là về how the extra funds sẽ được sử dụng, phải không nào? Chứ không có nói gì đến lý do cả. Rồi em đọc thử tiếp cái đoạn số 2, một câu đầu tiên thử xem. Theo như cái hội đồng đó thì gần như là một nửa cái số tiền sẽ được đổ vào các cái dự án về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, phải không? Vậy thì đáp án không thể nào là câu B được hết. Bây giờ đáp án là câu nào em? Câu A thay đổi chính sách đâu có nói đâu. Câu C bầu chọn, tuyển chọn địa phương đâu có bầu chọn gì đâu. Vậy đáp án chính xác là câu D rồi em ha. Kế hoạch chi tiêu của cái chính phủ, được không nào? Câu 159, what is mentioned, cái điều gì thì được đề cập về temporary employees, những cái nhân viên tạm thời tại sở cảnh sát. Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? Temporary employees, phải không nào? Tôi đáp án trước nha. Câu A, họ phải thực hiện một cái cam kết là làm việc lên đến một năm. Câu B, họ sẽ giúp fill, lấp đầy những cái vacancy là chỗ trống bị bỏ lại bởi những cái officers, những cái nhân viên cảnh sát, những cái viên cảnh sát đó em, departing, sắp rời khỏi ha. Câu C, họ sẽ được assign, chỉ định đến cái đồn cảnh sát mới được thiết lập. Câu D, họ phải tham dự một cái khóa đào tạo tại một cái academy là học viện. Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem temporary employees ở vị trí nào nha em. À, có phải ở đoạn số 3 dòng thứ 2 phải không em? Có từ temporary employees nè. Và mình đọc cái chỗ này thử nha. Cái câu chứa là từ this nè. Mà this là cái gì? Mình rất là khó hiểu, mình đọc từ đầu luôn nha. Cái sở cảnh sát của thành phố đó thì sẽ nhận được cái nguồn lợi là khoảng 2,5 triệu đô. Cái này nè sẽ được sử dụng để mà thiết lập 30 cái địa điểm lâu dài mới khắp thành phố và thuê một tá những cái nhân viên tạm thời. Cũng chưa ra đáp án phải không em? Mình đọc tiếp thôi xem. The latter. Mình có cái từ the latter có nghĩa là cái thứ hai đó em. Cái thứ hai ha. Cái thứ hai hoặc là cái sau trong hai cái, được không nào? Có nói lại, the latter là cái thứ hai hoặc là cái ở phía sau trong hai cái. Vậy em coi nè, ở cái câu phía trước có hai cái thứ nhất là gì em? Establish, những cái vị trí mới, phải không nào? Những cái địa điểm mới, thiết lập những cái địa điểm mới, 30 địa điểm mới. Còn cái thứ hai là gì em? Thuê những cái nhân viên tạm thời. Vậy the latter có nghĩa là cái việc thuê những nhân viên tạm thời á, thì needed là cần thiết, bởi vì một số lượng lớn những cái viên chức cảnh sát sẽ về hưu vào năm tới. Vậy thì em ơi, tại sao người ta lại thuê thêm những cái nhân viên tạm thời vậy em? Để mà thế chỗ cho những cái quan chức sẽ về hưu trong năm tới, phải không nào? Vậy thì theo em đáp án là câu nào? A, B, C, D. Đáp án là câu B, phải không em? Họ sẽ giúp để mà lắp vào những cái chỗ trống bị bỏ lại bởi những cái quan chức, những cái viên chức cảnh sát sắp rời khỏi, phải không nào? Đáp án là câu B ha. Câu 160, what will properly, cái điều gì có khả năng là xảy ra vào năm tới. Vậy từ khóa chính là từ gì em? Next year, phải không nào? Đọc đáp án trước nha. Một cái cầu mới đó sẽ được mở ra cho công chúng. Câu B, một số cái bảng hiệu, ký hiệu ở trên đường á sẽ được install, được lắp đặt, cài đặt. Câu C, một số cái nhân viên chức của chính phủ sẽ được promoted, được thăng tiến. Câu D, hội đồng thành phố sẽ xem xét cái việc mua máy tính mới. Ok, rồi chúng ta vào từ khóa đi em, next year. Lúc nãy chúng ta có gặp một từ next year phải không em? Là ở đây nè. Nhưng mà nó nói đến cái việc gì đây? Là những cái viên chức cảnh sát sẽ về hưu vào năm tới thôi, chứ không có nói đến cái vấn đề gì liên quan đến đáp án cả. Vậy mình đọc đoạn tiếp theo đi em, xem có next year hay không. Có phải không nào? Có từ next year ở đây nè em. Vậy mình đọc cái câu chứa từ này nha. However, tuy nhiên, theo như thị trưởng Edwin Garrett á, thì cái thành phố sẽ cắt giảm chi tiêu cho những cái lĩnh vực khác vào năm tới. Vì thế chúng ta sẽ có cái vị trí tốt hơn, vị thế tốt hơn, có nghĩa là có khả năng hơn đó em, để mà address, giải quyết the issue, cái vấn đề này lúc đó. Vậy thì lúc đó là lúc nào vậy em? Là next year, là năm tới phải không nào? Vậy thì quan trọng chúng ta phải coi giải quyết cái the issue, cái vấn đề đó là vấn đề gì, thì mình sẽ đọc được đáp án phải không? Vậy bây giờ mình đọc cái câu liền trước cái câu however đi em. Đọc từ đầu luôn nha. Đây, somewhat controversially, mình không biết, mình cứ để đó ha. 1,7 triệu đô sẽ được sử dụng để mà mua những cái thiết bị sports, là thể thao, cho những cái trường học khắp thành phố. Critics, những nhà phê bình, những nhà phê phán cái quyết định này nè, thì cảm thấy rằng tiền nên được chi cho cái gì em? Những cái máy tính mới, phải không nào?
Rồi however, tuy nhiên, theo như ngài thị trưởng Edwin Garrett á, vậy thì theo em ngài thị trưởng có đồng ý với những cái người phê bình rằng tiền sẽ được dành cho mua máy tính mới không? Không, phải không nào? Không đồng ý cho nên người ta mới dùng từ however, cái nghĩa đối lập lại ha. Ông ta không đồng ý và ông ta nói rằng cái gì? Thành phố đó sẽ cắt giảm chi tiêu cho những cái lĩnh vực khác vào năm ngoái. Vì thế chúng ta sẽ có khả năng hơn để mà address, giải quyết vấn đề này lúc đó. Và cái vấn đề này là vấn đề gì vậy em? À, chính là cái vấn đề mua máy tính mới, phải không nào? Mua máy tính mới, new computers. Bây giờ á, cái ngân sách theo ngài thị trưởng thì nó vẫn chưa đủ tốt để mà đầu tư cho new computers, cho nên sẽ ưu tiên cái việc mua sport equipment, những cái trang thiết bị thể thao mới trước ha. Và năm sau á, cắt giảm những cái chi tiêu trên những cái lĩnh vực khác đó, rồi mình có khả năng hơn á thì mình giải quyết cái vấn đề mua máy tính sau, được không nào? Vậy thì năm tới thì sẽ chuyện gì sẽ xảy ra em? À, đáp án chính là câu đi, phải không nào? Là hội đồng thành phố sẽ xem xét cái việc mua những cái máy tính mới ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch lại và hệ thống lại những từ quan trọng được highlight cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Council là hội đồng đó em. Hội đồng Richest Decision là đưa ra quyết định ha. Brownville trải qua một cái sự gia tăng trong revenue là doanh thu đó em. Revenue, doanh thu ha. Một cái sự gia tăng doanh thu phá kỷ lục luôn. Mình có từ record là kỷ lục đó em. Kỷ lục ha. Breaking là phá vỡ. Cái sự gia tăng trong doanh thu phá vỡ kỷ lục ha. Rồi the city council, hội đồng thành phố đó, thậm chí là báo cáo một cái surplus là gì em? Cái số dư ha. Surplus là số dư. Một cái số dư là 12 triệu đô ở trong cái budget là ngân sách hàng năm của năm nay. Ngày hôm qua sau nhiều tuần deliberation, có nghĩa là cân nhắc kỹ lưỡng đó em. Sự cân nhắc ha. Sự cân nhắc kỹ lưỡng. Sự cân nhắc kỹ lưỡng. Sau nhiều tuần cân nhắc kỹ lưỡng đó, về cái cách để mà cái nguồn quỹ thêm này nên được sử dụng như thế nào, thì cái hội đồng đó đã thông báo rằng infrastructure là cơ sở hạ tầng em. Cơ sở hạ tầng ha. Infrastructure thì cái cơ sở hạ tầng này của thành phố nè, dịch vụ cảnh sát và hệ thống trường học á, thì sẽ là những cái ưu tiên chính. Mình có từ priorities là sự ưu tiên nè. Sự ưu tiên ha, là những cái ưu tiên chính. According to the council, theo như cái hội đồng thì gần như là một nửa cái số tiền sẽ được đổ vào những cái dự án về cơ sở hạ tầng ha, infrastructure. Rồi, với 5 triệu đô đó, allocate, mình có từ allocate có nghĩa là chỉ định hay là dùng. Và chỗ này có nghĩa là gì? Được chỉ định ha. Với cái số tiền là 5 triệu đô á, được chỉ định, được dùng riêng cho cái việc replacement là thay thế. Replacement là thay thế, thế ha. Dùng riêng cho cái việc thay thế cái cây cầu ở đường Warken, cái mà được mong đợi là mất 3 năm, được không nào? Approximately, khoảng sắp xỉ 1 triệu đô á, nữa sẽ được sử dụng để mà sửa đường nè. Và upgrade là nâng cấp đem, nâng cấp ha. Và nâng cấp cái hệ thống cung cấp năng lượng, được không nào? Rồi, The City Police Department là cái sở cảnh sát của thành phố đó cũng sẽ nhận được một cái nguồn lợi là 2,5 triệu đô. Cái này nè sẽ được sử dụng để mà establish, thiết lập 30 cái địa điểm permanent. Mình có từ permanent là lâu dài em ha, lâu dài. Thiết lập 30 cái địa điểm lâu dài mới trên khắp thành phố và thuê thêm một tá nhân viên tạm thời. Mình có từ temporary là tạm thời ha. Vậy thì cái từ temporary đó em, nó sẽ trái nghĩa với từ permanent ở bên này nè, được không nào? Rồi, the latter, mình có từ latter có nghĩa là cái thứ hai. Cái thứ hai hay là cái sau trong hai cái đó em, trong hai cái ha. Trong hai cái. Rồi, vậy thì có nghĩa là gì? Cái the latter, cái thứ hai á, là cái việc mà thuê thêm nhân viên tạm thời đó em, là cần thiết bởi vì một số lượng lớn những cái police, những cái nhân viên cảnh sát đó sẽ retire, là về hưu hay là nghỉ hưu em ha, sẽ về hưu, sẽ nghỉ hưu vào năm tới, được không nào? Somewhat controversially, controversially có nghĩa là có tính canh tranh luận đấy, có tính tranh luận ha. Có cái điều có tính tranh luận đó là 1,7 triệu đô sẽ được sử dụng để mà mua những cái thiết bị thể thao cho trường học ở khắp thành phố. Critics là những nhà phê bình đấy em, những cái nhà phê bình cái quan điểm này nè, cái quyết định này nè, cảm thấy rằng thì tiền á thì nên được chi cho cái việc mua những cái máy tính mới. However, tuy nhiên, theo như ngài thị trưởng Edwin Garrett á, thì thành phố đó sẽ cắt giảm những cái chi phí, chi tiêu cho những cái lĩnh vực khác trong năm tới. Vì thế, chúng ta sẽ be in a better position. Mình có một cái cụm thành ngữ là be in a position. Be in a position có nghĩa là be able to do something. Be able to do something.
có nghĩa là có khả năng làm gì đó, hay em ha. Vậy thì be in a better position có nghĩa là có khả năng hơn để mà address, là giải quyết ha, giải quyết, để mà giải quyết cái vấn đề này lúc đó, được không nào? The remaining funds, mình có từ remaining là còn lại đó em. Cái phần quỹ còn lại sẽ được sử dụng để mà enhance, là nâng cấp cái hệ thống security, là an ninh tại cái tòa Brandview City, được không nào? Rồi, có 158, mình có từ outcomes là kết quả nha em, kết quả ha. Mình có từ election là sự bầu chọn ha, sự bình chọn, sự bầu chọn. Vậy câu C có nghĩa là kết quả của một cái sự bầu chọn ở địa phương ha. Có 159, câu A mình có từ make a commitment. Commitment là cam kết em, cam kết ha. Vậy make a commitment là thực hiện một cái cam kết, được không nào? Câu B, vacancy là chỗ trống hay là vị trí trống nha em nha. Chỗ trống hay là cái vị trí trống cần tuyển người vào á, thường hay ra thi trong cái việc mà tuyển dụng việc làm đó em. Rồi, departing, mình có động từ depart là rời khỏi đó em. Departing là sắp rời khỏi ha. Vậy câu B có nghĩa là gì? Họ sẽ giúp lấp đầy những cái vị trí trống bị bỏ lại bởi những cái viên chức cảnh sát sắp rời khỏi, được không nào? Câu C mình có từ assign là chỉ định đó em. Chỉ định ha, chỉ định. Vậy câu C có nghĩa là gì? Họ sẽ được chỉ định đến cái đồn cảnh sát mới được thiết lập. Câu D mình có từ academy, có nghĩa là học viện nha em. Học viện ha, academy, học viện. Vậy câu D có nghĩa là họ phải tham dự một cái khóa học đào tạo tại học viện. Có 160, câu C mình có từ promote là thăng tiến nha em. Từ này gặp rất nhiều, nó có 3 nghĩa: thăng tiến, quảng cáo và khuyến mãi. Chỗ này có nghĩa là thăng tiến đây em, câu C. Một vài cái viên chức chính phủ sẽ được thăng tiến, được không nào? Bài tiếp theo từ câu 161 đến câu 164. Câu 161, what is indicated, điều gì được chỉ ra về bà Schaefer? Vậy từ khóa chính là ai em? À, bà Schaefer, phải không nào? Rồi đã đoán án trước nha em, câu A. Bà ta thì subscribes, đang đặt mua dài hạn, đặt mua định kỳ, một cái tờ báo Chandler, phải không nào? Rồi câu B, bà ấy đã gặp Mr. Decap để mà thảo luận một cái chiến lược nào đó. Câu C, bà ấy đã nhận được cái giấy phép môi giới bất động sản, mình có từ real estate là bất động sản đó em, vào năm nay ha. Rồi câu đi, bà ấy thì không có currently, hiện tại thì không có đang làm việc với một cái realtor, người môi giới nào cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem từ đầu luôn nha, xem cái bài này nói gì về bà Schaefer ha. Rồi em xem là đây là một cái lá thư phải không nào, và gửi đến cho ai vậy em? Bà Schaefer. Vậy bà Schaefer là người nhận ha, còn người viết là ai? Người viết là Maury Decap. Ok, vậy thì em xem nè, Schaefer là người nhận, vậy Schaefer chính là you, còn Decap chính là gì em? Ai ha. Rồi bây giờ mình đọc thử nè. My name is Maury Decap. Tôi tên là Maury Decap và tôi đã làm việc như là một nhân viên môi giới bất động sản, real estate agent, ở cái khu vực Chandler được hơn 2 thập niên, có nghĩa là hơn 20 năm rồi. Tôi chú ý thấy rằng bạn, chính là bà Schaefer đó em, đang cố gắng bán căn nhà của bạn một cách independently, là một cách độc lập, không có nhờ vả hay là không có lệ thuộc vào ai cả, bằng việc liệt kê chúng vào trong cái quyển sổ bất động sản của địa phương. Vậy thì cái câu này nó là gì em? Bạn đang cố gắng bán căn nhà một cách độc lập, không có nhờ vả, không có lệ thuộc vào ai, bằng cách liệt kê chúng vào cái sổ bất động sản của địa phương. Vậy thì em xem đáp án là câu gì? À, đáp án chính là câu D, phải không nào? Là bà ấy hiện tại không có làm việc với một cái người môi giới nào cả, bà ta đang tự bán cái căn nhà của mình, phải không nào? Đây nè, sell your house independently, đang tự bán, không có làm việc với môi giới nào cả ha. Vậy đáp án chính xác là câu D, được không nào? Câu 162, what problem, cái vấn đề mà bà Schaefer rất có khả năng phải đối mặt là gì? Đó là đáp án trước nha em, câu A, a construction project, một cái dự án xây dựng thì ở behind, phía sau cái lịch trình. Có nghĩa là cái dự án xây dựng này nó xảy ra trễ hơn so với lịch trình dự kiến, trễ hơn so với kế hoạch đó em ha. Rồi câu B, the housing market, cái thị trường nhà đất á, thì nó đang ở trong cái tình trạng downturn. Mặc dù mình không biết chính xác từ downturn là gì, nhưng em có thể đoán downturn là gì em? Down là xuống nè, turn là xoay chuyển xuống có nghĩa là đang đi xuống ha. Thị trường nhà đất thì đang đi xuống. Câu C, bà ấy thì unable, không thể có được cái khoản nợ của ngân hàng, có nghĩa là không có vay ngân hàng được ha. Câu D, cái bất động sản của bà ấy á, thì ở xa cái điểm dừng phương tiện công cộng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp xem cái vấn đề mà bà Schaefer có khả năng đối mặt là gì nha em. Rồi giờ tiếp nào, I believe that, tôi tin rằng á, tôi có thể tìm người mua cho ngôi nhà của bạn. À, tại vì tôi là Decap nè em, mà Decap chính là nhân viên môi giới ha. Rồi, và Decap muốn môi giới một cái người mua cho bà Schaefer để bán nhà, phải không nào? Tiếp ha, many properties, nhiều cái bất động sản á, thì đang được đăng lên để for sale, là để bán.
all over the city, khắp thành phố luôn, nhưng không có nhiều người mua vào thời điểm này. There is no doubt, sẽ không có nghi ngờ gì trong cái tâm trí của tôi rằng á, những cái điều kiện này sẽ làm cho rất là thách thức, rất là khó khăn trong việc bán ngôi nhà của bạn. Vậy cái vấn đề ở đây là gì em? À, cái thị trường nhà đất nó đang bị đứng lại phải không? Và có rất là ít người mua ha. Và những cái, thêm cái câu này nữa em, những cái điều kiện này làm cho khó khăn trong việc bán nhà của bạn. Vậy thì mình có từ challenging nè em. Challenging nó rất là đặt bằng với cái từ gì? Problem phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu gì vậy em? À, câu B phải không nào? Cái thị trường nhà đất nó đang trong tình trạng là đi xuống, có ít người mua và khó bán. Hai em ha, đáp án là câu B ha. Câu 163, what does Mr. DeCap? Ông DeCap đó thì không có hứa làm điều gì cho bà Schaefer. Đó đáp án trước nha em. Get, có được cái sự chú ý của người mua. À, có được cái sự quan tâm của người mua ha. Câu B, raise, nâng cái giá trị của ngôi nhà. Câu C, sắp xếp cái thời gian để mà xem, là xem nhà đó em ha. Câu D, giúp đỡ trong cái việc ký kết hợp đồng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp xem ông DeCap hứa sẽ làm gì và không làm gì nha. Rồi đọc tiếp đi em. I guarantee that, tôi đảm bảo rằng đó, nếu mà bạn thuê tôi thì bạn sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều. Tôi sẽ generate, tạo ra interest, cái sự quan tâm cho cái bất động sản của bạn trong số những cái người mua tiềm năng. Vậy thì ông ta sẽ làm gì em? Generate interest, tạo ra cái sự quan tâm cho những cái người mua nè. Vậy thì câu ai có không em? Có phải không nào? Tiếp nha. Set up, thiết lập cái cuộc hẹn, có nghĩa là lên lịch hẹn đó với họ để mà họ có thể xem nhà của bạn. Vậy câu nào có nữa em? Câu C phải không nào? Sắp xếp thời gian xem nhà nè. Ok, rồi thì tiếp đi em. Và đóng vai trò như là mediator, là người trung gian, người môi giới em, người hòa giải, người trung gian ha, trong suốt cái quá trình thương lượng. Đó là cái ý nào vậy em? Là câu đi phải không nào? Giúp đỡ trong việc ký kết hợp đồng, thỏa thuận thương lượng ha. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, câu B, ông gì khác không có hứa là nâng cái giá trị của ngôi nhà lên, được không nào? Câu 164, ở vị trí nào được đánh dấu 1, 2, 3, 4 thì câu sau đây thuộc về mình. Đọc câu trong kép trước nha em. Đây, finding a purchaser, việc tìm kiếm một cái người mua đó thì dĩ nhiên là not impossible. Mình có từ impossible có nghĩa là không thể, not impossible có nghĩa là không, không thể có nghĩa là có thể. Hai em ha, phủ định hai lần. Cô dịch lại nha, cái việc tìm một cái người mua thì chắc chắn là có thể. Mặc dù vậy, khi bạn có được một cái nguồn giúp đỡ, right, là đúng đắn, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm các vị trí và đọc cái câu đằng trước các vị trí đó, xem nó có liên kết với câu trong ngoặc kép hay không nha em. Rồi vị trí số 1 trước nè, đây, đọc câu đằng trước nha. Tên của tôi là Maury DeCap và tôi đã làm việc như là một nhân viên môi giới bất động sản ở khu vực Chandler được hơn 2 thập niên. Rồi, sau đó thì là gì em? Em nói với cái câu hoặc kép thử xem, cái việc tìm mua dĩ nhiên là có thể, mặc dù vậy nếu bạn có được nguồn giúp đỡ đúng đắn, không có liên kết phải không nào? Vị trí số 2 đi nha, vị trí số 2, câu đằng trước nào. I believe that, tôi tin rằng tôi có thể tìm một cái người mua cho nhà của bạn. Rồi, cái việc tìm một người mua thì chắc chắn là có thể, mặc dù vậy khi bạn có nguồn giúp đỡ đúng đắn, cũng không liên kết lắm phải không em? Tại vì nó có từ though nè, cái từ though đó em thì cái nghĩa nó phải đối lập, mà chỗ này không có thấy đối lập gì cả ha. Vậy mình cứ để đó đi. Cái vị trí số 3 trước đi em. Vị trí số 3 đây. Câu đằng trước nào là there is no doubt phải không nào? There is no doubt, không có nghi ngờ gì trong đầu của tôi rằng những cái điều kiện này nè sẽ làm cho rất là thách thức và khó khăn trong việc bán nhà của bạn. Rồi em dịch thử xem. Mặc dù vậy, cái việc tìm một người mua chắc chắn là có thể khi mà bạn có được một cái sự giúp đỡ đúng đắn, được không em? À, rất là liên kết phải không nào? Tại vì câu phía trước nó đang nói về việc là make it challenging, gây ra thách thức, gây ra khó khăn trong việc bán nhà. Rồi ở dưới này là gì em? Mặc dù vậy, việc tìm một người mua là có thể. Hai cái ý nó đối lập với nhau ha. Thậm chí là em dịch thêm câu đằng sau thử xem. Tôi đảm bảo rằng nếu bạn thuê tôi, bạn sẽ không cần phải lo lắng nhiều nữa. Ok, vậy thì rất là liên kết rồi phải không em? Vậy đáp án chính xác là câu C ha. Ông ấy đang thuyết phục bà Schaefer là hãy thuê ông ấy để mà tìm cách bán cái ngôi nhà cho bà ấy ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Cùng dịch với cô nào. Đây là một cái lá thư ha, gửi đến cho bà Gloria Schaefer. Đây là địa chỉ và đây là ngày gửi lá thư. Dear Miss Schaefer, bà Schaefer thân mến, tên của tôi là Maury DeCap và tôi đã làm việc như là một cái real estate agent. Mình có từ agent có nghĩa là nhân viên. Real estate là bất động sản. Vậy thì real estate agents là nhân viên bất động sản ở cái khu vực Chandler được hơn
two decades, mình có từ decades có nghĩa là thập niên nha em. Một thập niên là bằng 10 năm ha. Đã làm việc như là một cái nhân viên bất động sản ở khu vực Chandler được hơn 2 thập niên là hơn 20 năm ha. Tôi notice that, tôi chú ý thấy rằng á, bạn đang cố gắng sell your house, bán căn nhà của bạn independently. Mình có từ independently có nghĩa là một cách độc lập. Nó trái nghĩa với từ depend, đây depend là phụ thuộc ha. Còn independent là độc lập, được không nào? Một cách độc lập có nghĩa là không có nhờ vả, không có lệ thuộc vào ai cả ha. Bạn đang cố gắng căn nhà của bạn một cách độc lập, không có nhờ vả, không có lệ thuộc vào ai, bằng việc list it, liệt kê nó vào trong cái quyển sổ property, là bất động sản luôn em. Property cũng là bất động sản ha. Bất động sản nói chung thì có thể là đất đai nè, nhà cửa nè, phòng ốc nè, hay là tòa nhà nè. Ok, liệt kê nó vào cái sổ bất động sản của địa phương. I believe that, tôi tin rằng tôi có thể tìm ra một cái người mua cho căn nhà của bạn. Many properties, nhiều cái bất động sản thì đang được up, đang được đăng lên for sale để mà bán trên khắp cả thành phố luôn, nhưng mà không có nhiều người mua tại thời điểm hiện tại. There is no doubt, mình có từ doubt có nghĩa là nghi ngờ nha em. Doubt là nghi ngờ ha. Không có nghi ngờ ở trong cái đầu của tôi, trong tâm trí của tôi rằng những cái điều kiện này nè, condition là điều kiện nha em, điều kiện ha. Những cái điều kiện này sẽ làm nên challenging là thách thức đây em, thách thức ha. Sẽ tạo ra cái thách thức. Thách thức hay là khó khăn á. Sẽ tạo ra thách thức hay là khó khăn cho cái việc bán nhà của bạn. I guarantee that, mình có từ guarantee có nghĩa là đảm bảo hay là bảo đảm nè. Đảm bảo ha. Tôi đảm bảo rằng á, nếu mà bạn hire là thuê tôi thì bạn sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều nữa. I will generate, mình có từ generate rất hay ra thi em, có nghĩa là tạo ra ha. Generate, tạo ra. Tôi sẽ tạo ra một cái sự quan tâm cho cái bất động sản của bạn trong số những cái người mua potential là tiềm năng, được không nào? Set up, thiết lập những cái lịch hẹn, appointments là cuộc hẹn ha. Thiết lập những cái lịch hẹn, những cái cuộc hẹn với họ để mà họ có thể xem nhà của bạn. Và đóng vai trò như là một cái mediator. Mình có từ mediator có nghĩa là người trung gian, người hòa giải đây. Người trung gian hay là người hòa giải ha. Gọi là mediator ha. Negotiation có nghĩa là thương lượng, đàm phán đây. Sự thương lượng hay là đàm phán ha. Cứ dịch lại chỗ này nha. Và đóng vai trò như là một cái người trung gian hòa giải trong suốt cái quá trình thương lượng, đàm phán, được không nào? Rồi, nếu mà bạn muốn meet with, mình có từ meet with có nghĩa là gặp gỡ, bàn bạc đây em. Gặp gỡ, bàn bạc ha. Nếu bạn muốn gặp gỡ, bàn bạc với tôi vào một cái khoảng thời gian nào đó thì vui lòng hãy cho tôi biết. Together, cùng nhau chúng ta có thể come up with là đưa ra. Đưa ra ha. Cùng nhau chúng ta có thể đưa ra một cái strategy. Mình có từ strategy có nghĩa là chiến lược đây em. Chiến lược mua bán mà nó meets, đáp ứng được cái yêu cầu của bạn. Tôi thì rảnh vào ban ngày hoặc là ban đêm ở cái số này, được không nào? Là số điện thoại để gọi điện liên lạc ha. Rồi, ký tên, được không nào? Câu 161, câu A mình có từ subscribe. Đồng từ subscribe có nghĩa là đăng ký hay là đặt mua dài hạn, đặt mua định kỳ một cái gì đó đây. Đặt mua dài hạn, định kỳ ha. Rồi, vậy câu A có nghĩa là cô ấy đặt mua dài hạn hay là định kỳ một cái tờ báo Chandler, được không nào? Rồi câu C mình có từ license, có nghĩa là giấy phép ha, giấy phép. License là giấy phép. A real estate license là giấy phép kinh doanh bất động sản, giấy phép môi giới bất động sản ha. Rồi câu D mình có từ realtor là nhân viên bất động sản luôn đây, người môi giới bất động sản đó ha, người môi giới bất động sản. Câu 162 mình có từ construction có nghĩa là xây dựng nè, construction xây dựng. Project là dự án. Construction project là dự án xây dựng. Behind là phía sau. Schedule là lịch trình. Phía sau có lịch trình có nghĩa là trễ hơn so với lịch trình, trễ hơn so với kế hoạch em ha. Rồi câu B mình có từ market là thị trường. Downturn có nghĩa là đi xuống hay là suy sụp em, đi xuống, xuống dốc ha, đi xuống. Vậy câu B có nghĩa là cái thị trường nhà ở nó đang đi xuống, nó đang trong tình trạng đi xuống ha. Câu C mình có từ secure là có được. Secure là có được ha. Loan là khoản nợ đó em, nợ ha. Có được cái khoản nợ ngân hàng có nghĩa là mình đi vay ngân hàng á. Rồi câu 163, câu A mình có từ attention có nghĩa là sự chú ý ha. Sự chú ý, sự quan tâm, sự chú ý. Vậy câu A là có được cái sự quan tâm, chú ý của khách hàng, của người mua. Câu D, bring about, mình có từ bring about có nghĩa là tiến hành nha em. Bring about là tiến hành ha, tiến hành. Tiến hành. Vậy câu D có nghĩa là giúp đỡ trong cái việc tiến hành thỏa thuận.
Agreements là sự thỏa thuận đấy em, sự thỏa thuận. Nó giống giống với cái từ negotiation ở trên đây nè, là sự thương lượng đó ha, sự thỏa thuận.